Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để xem thêm các video clip đồ gỗ mới nhất. Xin chào quý khách quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Thì hôm nay bên mình sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Thì hôm nay bên mình giới thiệu ba cỗ khám thờ. Đây là ba cỗ khám thờ cho dòng họ Lương Chi Tộc tại Giao Thủy, Nam Định. Và ba cỗ bài vị, thì hiện tại đây là đang có hai và một cỗ bài vị chúng tôi sẽ dát bằng vàng ta, vàng 419 chúng tôi đang dát tại cơ sở 2. Và cũng giới thiệu tới quý vị và các bạn cái kích thước để chúng ta tham khảo về cái khám thờ gia tiên cũng như khám thờ trong dòng họ. Đây là chiếc khám tiểu với chiều dài mặt là 55, nó thuộc cung đại cát. Và chiều sâu của khám, quay gần cảnh luôn nha, chiều sâu 42 này là thuộc cung tài vượng. Và tổng chiều cao này, quay xa ra, tổng chiều cao này là lên tới 97, nó thuộc cung lợi ích. Đó là hai chiếc khám tiểu có đồng kích cỡ. Còn quay sang khám đại đây, cỗ khám thờ đại này thì có kích thước là 75, khuôn mặt nó thuộc cung Ninh Phúc, trong thước lỗ ban, thước số đỏ số đẹp, chiều sâu cũng là 42, cung tài vượng. Và chiều cao này là 1m08 là cung thêm đinh, để cho quý khách trên toàn quốc được tham khảo. Và đây là hai cỗ bài vị thờ gia tiên. Em quay xa ra để nhìn toàn cảnh, quay cả luôn nhá. Ba cỗ khám thờ này có ý nghĩa đặc biệt, đó là nó là ngôi nhà trú ngụ của các chân linh. Còn bài vị thì là các linh hồn của những người đã khuất. Bài vị thì chúng ta thường khắc đó là 5, 7, 9, 13 chữ ở trên bài vị. Thì ở đây bài vị chúng tôi đã để trơn phần này, chúng tôi lộng son. Thì gia đình có yêu cầu là mai viết plastic ép kính vào đây thì chúng tôi sẽ để trơn, không viết chữ. Còn quy tắc thường của nó là 5, 7, 9, 13. Đó là bài vị thờ về dòng họ. Còn khám thờ này nó như một ngôi nhà trú ngụ. Rồi, cứ quay đi. Ba cỗ khám thờ gia tiên thì phần trương này là long hóa mai. Em quay gần vào đây. Phần trương này được thiết kế long hóa mai, chính diện là hoa hồng. Và phía dưới này là ba tầng lèo kép, được thiết kế rất là cầu kỳ. Đây là hai giỏ hoa, và phía trên này là cuốn thư. Và hai bên cạnh tai khám đây là có hình tượng Phượng Hoàng, một loài chim đẹp trong các loài chim đã được khắc họa vào cỗ khám thờ gia tiên này. Đây là chúng tôi sẽ kê vào nhà thờ theo với kích thước của gia đình họ Lương Chi Tộc đã đặt. Em quay tổng thể ra ngoài đi. Ở đây. Và cỗ khám thì nó khác cái cỗ ngai thờ, đó là có cánh cửa mở. Phía bên trong này chúng ta có thể để bài vị thờ gia tiên. Cỗ bài vị này thì sau này chúng tôi bàn giao thì sẽ được chuyển vào phía trong. Và sau đó thì sẽ đóng các cái cánh cửa này lại. Đều có 3 cánh cửa mở. Đó, đều có 3 cánh cửa mở như quý vị và các bạn đang xem. Rất là cầu kỳ. Nó giống như một ngôi nhà vậy. Còn về ngai thờ thì là không có cánh có khám. Đây là 3 cỗ khám thờ. Tôi ăn đi ra đi cho bố làm nào. Quý vị và các bạn muốn đặt các cái cỗ khám thờ gia tiên này kèm với bài vị thì liên hệ tới Đồ Gỗ Hiền Lành qua số hotline là 0986883349, 0985226684. Chúng tôi ở làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Đây em quay lại đây cho gia đình cũng như quý khách xem các cái phần đằng sau. Phần hồi này là đã được chúng tôi thiết kế, đó là vẽ các cái cây, các họa tiết hoa văn là các cây tùng, cây trúc ở hai bên. Và phần mặt này thì được sơn then, tức là sơn màu đen này. Toàn bộ ván phía sau thì đã được là sơn đỏ. Và toàn bộ phía sau mặt khám thờ gia tiên và bài vị được chúng tôi sơn son, sơn đỏ để chống mối mọt về sau này khi quý khách sử dụng lâu dài. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa. Cỗ khám tiểu được thiết kế đầu lân chân móng
Dạ là được đục chuyện tàu, lá dắt. Và phía trên là 3 tầng lèo kép, có hai cánh cửa. Hai cánh cửa được thiết kế đóng mở ra vào để khi chúng ta bao sái cũng như là đưa bài vị vào phía bên trong được dễ dàng. Và tổng là 3 cỗ bài vị, thì hai cỗ bài vị trên mình quý vị và các bạn đang xem thì được sơn son thép vàng Đài Loan phủ hoàng kim. Bài vị này có kích thước là cao là tổng thể là 47 cm, được thiết kế phù hợp với không gian của khám thờ gia tiên. Đây là khám thờ của nhà thờ họ Lương Chi Tộc tại xóm 18 Giao Thủy, Nam Định. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng tổng thể một lần nữa. Ba cỗ khám thờ đã được sơn son thiết vàng, được thiết kế trên chất liệu gỗ rổi ta. Video này đang được quay trực tiếp tại Đồ Gỗ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Quý khách có nhu cầu làm khám thờ hay bài vị, liên hệ trực tiếp qua hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Bề mặt của ngai và bề mặt của khám và bài vị thì được sơn then, sơn giả cổ, còn lại là được sơn son thép vàng. Trương khám là Phượng Hoàng.